Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Giang và đây là video cùng chơi game Pokemon Fire Red. Thì ở video này á, là mình sẽ đi đến cái thành phố tiếp theo là thành phố trên đảo này nè. Đó, thì các bạn sẽ bay về cái thành phố đầu tiên, tức là nhà của mình á. Bay về xong rồi mình sẽ bơi xuống đây. Đó, bây giờ mình sẽ đi xuống, mình bơi xuống. Nó thách đấu hết mấy người trên đường đi để kiếm điểm. Magikarp. Mấy con Magikarp này thì không cần kiếm điểm đâu. Cứ đem con nào có tốc độ thật nhanh ra đánh cho nó chết lẹ thiệt lẹ đi. Tại vì một con có 100-200 điểm gì à. Đó, đánh mất thời gian cho nên là cứ đánh thật nhanh cho nó chết. Mỗi thứ 50-57 là một con có 100 mấy. Cứ đánh nhanh cho chết. Cũng chả hiểu ông này ông nghĩ gì mà ông lại dùng 6 con Magikarp. Con Magikarp này có thể nói là Pokemon mà phế nhất của Gen 1 luôn. Phế lắm, không làm gì, chỉ số thì thấp, chiêu thức thì chả có gì. Nhưng mà một khi nó tiến hóa thì khác nha. Khi tiến hóa là nó sẽ trở thành một Pokemon khá là mạnh đó. Cá chép hóa rồng, dục vũ môn. Mất thời gian quá, 6 con. Ice Beam đây nè, đây là chiêu mà chủ lực của con Lapras nè. Bỏ cái chiêu này đi.
rồi. Dùng cái repel. Ủa, cái super gì ở đây? Để không gặp Pokemon hoang dã nữa. Xong một trận đánh đôi, hai chị em con Sidra nữa. Nít luôn, hay lắm. Loister. Loister thì cho Pikachu xử cho lẹ. Con sò cấp 2.
Oh no. Luyện đều hết đi chứ để mình Pikachu đánh là mấy con kia không có hưởng điểm. Mít luôn. Xong 46. Tăng sức né tránh này thì né tránh này. Qua thô đô hả? Cho mày gặp sư phụ của mày nè con. Qua thô đô hả? Rồi, vậy là mình đã tới thành phố mới rồi đây. Điều đầu tiên cần làm á, đó là hồi phục trước cái đã.
Đây là cái chỗ mà phục hồi Pokemon từ những mẫu hóa thạch. Bây giờ mình sẽ vô mình đưa gửi một cái mẫu hóa thạch mà mình lấy ở núi Mặt Trăng á cho chỗ này để họ phục hồi lại thành con Pokemon cho mình. Chỗ này cũng là chỗ để mà mình sẽ thu phục con rồng đá Aerodactyl. Nhưng mà cái cách thu phục con đó thì mình sẽ nói trong những video sau đi ha. Đây, mình sẽ đưa cái Helix Fossil cho ổng. Đó, con cái này là mẫu hóa thạch của cái con Omanyte. Ok, rồi giờ mình đưa cho ổng. Một thời gian sau mình quay lại thì ổng sẽ trả con Pokemon Omanyte cho mình. Nhà thi đấu hiện tại đang đóng cửa cho nên là mình sẽ vào cái này cái gì đây. Mình sẽ dùng cái repel để không gặp Pokemon hoang dã. À, tại vì cái con này nó level nó bằng mình, nó những con Pokemon giả mà level bằng cái con đứng đầu bằng hoặc cao hơn thì mình vẫn có nguy cơ mình gặp. Để lát mình đổi con mạnh hơn ra ra phía trước. Nó không chạy được luôn. Tốc độ chậm. Ghê vậy. À, con này tốc độ nó nhanh vãi. Để đổi con level cao cao ra để không gặp Pokemon hoang dã nữa. Đấy. Lấy item trước. Escape Rope. Mấy cái cửa này đóng hết rồi. Raticate thì cái con Nidoking của mình đã mất cái chiêu hệ Fighting rồi. Mình lấy chiêu Mega Horn á, chiêu hệ bọ, mình bỏ cái chiêu Double Kick rồi. Cho mày tắm nước biển á, cho mày biết. À,
Ở đây có một bức tượng hình con Mewtwo. Có cái nút để bấm mở cửa mà không biết mở cửa nào. À, cửa này hết rebel rồi. Xài thêm rebel vô. Routine. Lên lầu. Charmeleon. Tắm nước biển đi con. À, như là cái này là cái khu nghiên cứu để chế tạo ra con Pokemon huyền thoại Mewtwo, mà bây giờ bị tan hoang thế này thì chắc là do con Mewtwo nó thức tỉnh á, xong rồi nó phá toàn bộ rồi. Con Mewtwo nó là Pokemon nhưng mà nó là do Pokemon con người chế tạo ra nha, chứ nó không phải tiến hóa từ con Mew đâu nha. Ban đầu mình cũng tưởng là nó tiến hóa từ con Mew mà ra, nhưng mà thật sự không phải. Có cái nút. Mở cửa này hả? Iron. Hết nữa rồi. Xài điện. Sonic Boom. Thank you.
Đùng. Này tăng máu. Xuống đây. Ồ. Max point. Ồ, ăn trộm hả? Night Tail luôn. Wow. Một con hệ lửa khá đẹp. À, nấu với Naruto. Night Tail là 9 đuôi. Vậy là con này đích thị là anh Naruto nhà ta rồi. Tắm nước biển đi em. Ba ngàn mấy luôn á, trả hết tiền đây đi ba. Xuống đây. Oh my. Ờ, nhưng mà mình chui xuống đất rồi mình không bị. Mình không bị dính đam. Hên. Weezing. Weezing hả? Weezing như nó không bị chui đất thì vậy. À hả? Nó không, con Weezing này nó không có chịu tác động của các chiêu hệ đất. Bánh xe lửa phá đấy chú em.
Full restore. Đây chạy qua cũng có gì. Để mình lên vô cái phòng ở tầng trên trước à. Đây còn cái phòng. Ủa à, xuống là không có qua được nữa hết trời. Lisa, chiêu này là chiêu mạnh nhất của hệ băng này. Mà khoan, tạm thời không xa, không cho học vội. Secret key, chìa khóa bí mật. Solar beam. Solar beam là một chiêu như là không nhớ phải là mạnh nhất hay không của hệ cỏ. Thôi mình dùng cái escape rope ra cho nhanh luôn. Đây. À. Như là cái chìa khóa mật đó để mở cái cửa này. Đó. Rồi mình hồi phục trước cái đã. Thi đấu với lại nhà thi đấu sau. Ok, vậy thì video này của mình sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì mình sẽ thách đấu với lại chủ câu lạc bộ nhà thi đấu ở thành phố trên hòn đảo này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và đừng quên nhấn thêm nút đăng ký hoặc là subscribe ở bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.